Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em dấu hiệu nhận biết con heo nái. Heo nái mà mới tơ thì nó lên giống đòi được thì rất là khó biết hơn là những cái loại đẻ 1, 2, 3 lứa rồi. Nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị em mới chăn nuôi nhá. Những anh chị nào mới vào nghề ấy mà chưa biết ấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em làm sao để biết được con heo nái có thể phối giống hoặc là đòi được hay chưa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em nhé. Đây là trong hai con này của mình là đã có một con đòi được rồi, thì vào sáng ngày mai mình sẽ kêu được tới. Hôm nay là ngày thứ tư đấy anh em ạ, nhưng mà thường thường thì lợn trắng này thì ngày thứ năm thứ sáu thì nó mới chuẩn, nó tơ khoảng trong vòng một tuần gì đấy. Còn lợn mẹ đen thì nó khoảng tầm 4-5 ngày gì thôi là nó hết rồi, nhưng mà lợn trắng này là lăng đơ rớt này là nó lâu hơn, nó lên giống chậm và sẽ được kéo dài hơn khoảng tầm 6-7 ngày. Thì đây trong hai con này có một con đã có thể phối giống rồi này. Mình chỉ anh em cách dấu hiệu nhận biết có thể phối được hay chưa là đây nhá. Đây, anh em nhìn thấy cái bộ phận sinh dục của nó màu đỏ, hôm qua là màu đỏ mà sưng cẩy lên, nhưng hôm nay đã héo dần anh em này. Đây nó nhăn lại, bắt đầu nhăn lại rồi. Thì khi nào anh em sờ vào cái chỗ bộ phận sinh dục này mà nó hiệu triệu chứng như này là đã tơ được rồi anh em nhá. Triệu chứng như kiểu mà con người ấy, khi nào sắp lên đỉnh thì nó sẽ ướn ra, thì bây giờ cái con lợn nó cũng thế. Đây mình sờ vào đây mà nó ướn ra là chắc chắn là sẽ lấy được rồi anh em này. Này đây, đây nó ướn ra đây. Thì nhưng mà thường thường lấy giống phải lấy vào 9 giờ sáng đến 10 giờ thì nó chuẩn hơn. Còn bây đây là buổi trưa rồi, buổi chiều rồi, thế thì mình không lấy giống, lấy vào buổi sáng nó đậu thai nhiều hơn anh em nhé. Thì đây là một dấu hiệu nhận biết, cách nhận biết là để làm sao mà kêu được tới hoặc là kêu thợ phối giống đến để phối giống cho đúng thời gian anh em nhé. Thường thường lợn đen thì lợn đen lợn là hai bề ấy, thì ngày thứ ba thứ tư là mình có thể phối giống rồi, nhưng mà con này là ngày hôm nay là ngày thứ năm rồi anh em nhé. Ngày thứ năm rồi bắt đầu xẹp lại, cái bộ phận sinh dục nó sưng lên ấy, thì nó đang gọi là động dục thôi, nó chưa có đến thời kỳ rụng trứng mùi anh em nhé. Khi nào nó mùi ấy thì mình sờ, thứ nhất là sờ vào cái này mà nó đứng in rồi nó chắc chắn là nó được rồi. Thứ hai là mình nhìn sờ vào đây mà cái lông ở cổ lên đầu này nó dựng lên ấy. Đấy, giống như hai con này, đây một con nó nằm mượt mà, còn con này nó dựng lên đấy, dựng ngược lên đấy, anh em thấy không, lông dựng ngược lên là chắc chắn là tơ rồi anh em nhé. Còn con nào mà lông đang mượt mà này là chưa được đâu. Đây con này là mình sờ phát là lông gáy là dựng ngược lên đấy. Là hôm nay mình hướng dẫn đơn giản vậy thôi, những ai đã biết rồi thì thôi, còn những ai mà chưa biết thì chúng ta nên làm theo cách đơn giản như mình đây thì chắc chắn kêu được đến 100% là được nhé. Còn thường thường là các bộ phận sinh dục nó đỏ thì chưa chắc nó đã tơ anh em nhé. Đỏ nhưng phải đợi để xem khi nào nó sưng lên ấy thì nó đang động dục, nó chưa đến cái đoạn rựng trứng anh em ạ. Mình kêu con lợn được đến thì nó không cho theo đâu. Đây ví dụ như con này đang động dục này mà nó chưa xẹp cho anh em này. Đây thì con này đây nó đang động dục, nó đang sưng lên này. Đây bộ phận sinh dục nó đang sưng lên, đỏ và sưng nhưng mà chưa xẹp, chưa héo hoa cà là chưa được đâu em nhé. Khi nào cái bộ phận sinh dục mà nó héo, nó nhăn lại ấy, đây nó sưng cẩy như này là chưa được, phải tầm 1-2 ngày nữa mới được em ạ. Thì đấy, hôm nay mình làm một cái video này hướng dẫn anh em là như vậy thôi, thì là làm sao để lấy giống cho đúng ngày và đúng thời điểm, và đúng ngày đúng thời điểm thì con được đậu nhiều trứng và sẽ được nhiều con hơn anh em nhé. Còn thường thường mình mà lấy sớm quá thì vẫn được thôi, nhưng mà nó ít con, còn khi lấy muộn quá thì nó cũng được mà nó ít con hơn. Đúng thời điểm thì nó sẽ cắn nhiều hơn. Khi nào mà
anh em nhìn vào bộ phận sinh dục mà thấy chất nhờn chảy ra ấy, thì sau một ngày là chắc chắn là sẽ được. Còn dấu hiệu thứ hai nhận biết là mình sờ vào cái bộ phận sinh dục của nó mà thấy nó ướn 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 cái mông oẳn ra sau thì chắc chắn là 100% là lên giống được rồi, theo cho theo thôi. Như con này thì ngày mai chắc chắn là được 100% luôn đấy. Nó sưng nhưng mà hôm qua nó sưng vù lên như một cái bát, nhưng mà hôm nay nó xẹp lại, bắt đầu xẹp lại thì ngày mai nó xẹp màu hoa tím. Đây đang kiểu hoa thâm thâm chưa tím lắm. Chúc anh em một năm chăn nuôi thắng lợi và gỡ gạc được những năm trước nhé. Mình thì mấy năm trước cũng mất rất là nhiều rồi, nên là năm nay hy vọng là cũng gỡ gạc lại một ít. Thì chúc anh em làm sao đấy mà gỡ gạc lại để phát triển bền vững hơn anh em nhé. Vâng, xin chào và tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.